Đầu tiên phải kể đến trái trường, thuộc họ chôm chôm mọc dài trên rừng và chỉ nở rộ vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Trái trường hiện được bán với giá dao động từ 50.000 đồng đến 65.000 đồng 1 kg. Bên cạnh trái trường, chôm chôm ruột vàng cũng là một cái tên được nhiều người tìm kiếm với giá dao động khoảng 30.000 đồng đến 50.000 đồng 1 kg. Đúng như tên gọi, loại chôm chôm này có phần ruột màu vàng óng và có kích thước nhỏ hơn chôm chôm vườn. Chôm chôm ruột vàng không ngọt thanh mà có lẫn vị chua chua đặc trưng của trái cây rừng. Khi ăn, trái trường và chôm chôm ruột vàng thường được bóc vỏ, giữ lại phần ruột rồi trộn đều với muối ớt hoặc muối tôm. Vị chua của các loại trái cây rừng kết hợp cùng vị muối tôm cay cay, mặn mặn chắc chắn sẽ làm nức lòng bất kỳ tín đồ ăn vặt nào. Quý khán giả có thể truy cập vào các trang mua hàng như Châu Sài Gòn, Trái Cây Rừng hay Chôm Chôm Ruột Vàng để liên hệ và được giao hàng tận nhà.